cây cảnh huy hoàng mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh huy hoàng nhà em có một số loại cây bonsai thành phẩm để giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ, như là trào phúc kiến, khế, me, bonsai ăn trái nha, rồi có cốc, ổi nhé cô chú anh chị, có sâm trái, có linh sam và kim quýt nữa. Em thì ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Số đó em có xài Zalo ha cô chú anh chị, kết bạn mua cây ủng hộ em rất là chân thành cảm ơn ạ. Dạ hôm nay là mã B hết cô chú anh chị. Đây là mã B1 ạ. Một cây trào phúc kiến ạ. Đây. Rồi để em đo thông số ha. Dạ cây có chiều cao lên đây được 97 ạ. Cây này là già lắm mấy cô chú anh chị, được nuôi tay á. Có tán ngang tương đối là 57 ạ. Cốt cành rất là già luôn ha. Cái này là có bông có trái á cô chú anh chị, hay còn gọi là cây bùm sụm ạ. Nguyên một cái dàn xương ở dưới đây rất là ấm ha. Già cây lắm ạ. Cái này là 7 tay ạ. Đây. Rồi để em đo cái nguyên một cái hoành cụm thân ở dưới đây ha, là được 36 nha cô chú anh chị, ngay 36 luôn ạ. Đo ngay chỗ nguyên một cái hoành đế dưới đây ha. Này. Cây cũng có đế điều nữa cô chú anh chị ơi. Đây là mã B1, em bao ship toàn quốc với giá là 2,7 triệu, và khi ship thì em không có ship chậu ạ. Cô chú anh chị nhìn giùm em ha, cốt cành của cây này rất là già luôn ha, lớn lắm ạ. Này. B1 2,7 triệu một cây trào phúc kiến nha cô chú anh chị. Cây hiện đang cho bông cho trái rất là nhiều ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã B2 ha. Đây là một cây vú sữa lò gèn cô chú anh chị. Đây. Cây này cô chú anh chị trồng là nhanh có trái lắm nè. Vú sữa lò gèn là nhanh có trái lắm luôn. Cây thuần chậu hết rồi. Dạ cây có chiều cao lên đây được khoảng 79 ạ. Có tán dài là 90 ạ. Cây rất là già cây hết cô chú anh chị. Tụi em đã bẻ dây vô bonsai cho mình rồi ha. Đây là mã B2 ạ. Cái này khi ship thì em cũng không có ship chậu hết cô chú anh chị. Em bó bầu và cây nó thuần chậu hết rồi. Cô chú anh chị an tâm đi ạ. Cây có hoành thân là 37 ạ. Đây. Cây có đế luôn á cô chú anh chị ơi. Những cái cọng rễ nó rất là lớn ha. Mặt nào cũng có hết. Cốt cành nhìn rất là già ha. Đây, rồi mã B2 em bao ship toàn quốc với giá là 2,9 triệu nè. Khi ship thì em cũng không có ship chậu, em bó bầu nha cô chú anh chị. Đây là vú sữa lò gèn 100% ha. Dạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không rõ thì có thể liên hệ số điện thoại em ha, để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ạ. Rồi mã B3 ha, bữa nay em được một cặp khế chua ghép với khế nhật ạ. Đây. Dáng hình thú nằm không hết cô chú anh chị. Em đo chiều cao ạ. Dạ chiều cao lên đây là được khoảng 44 ạ. Tổng tán dài là 62 ạ. Khế này nó đang cho bông có trái không mấy cô chú anh chị. Cái khế chua mà mình ghép với khế nhật vô á là để cho nó có bông có trái nhiều á. Còn cái xếp sống thì nó cũng bền lắm mấy cô chú anh chị. Này. Cái hoành thân em đo ngay đây được khoảng 28 ạ. Ngay cái cổ mấy cô chú anh chị. Này. Rồi chiều dài dáng nằm hình thú được khoảng 25 ạ. Đây là mã B3 ha. Em bao ship toàn quốc với giá là 1,3 triệu ạ. Em ghép 3 mắt ghép rồi. Cây này về nhà mình nó trồng vô cái chậu cái nó cũng nhanh ấm tàn lắm mấy cô chú anh chị. Khi ship thì em cũng không có ship chậu ạ. Rồi em cũng xuống cây luôn ạ. Rồi tiếp theo là mã B4 ha. Cũng là một cây khế chua em ghép với khế nhật ạ. Khế là nhanh ấm tàn lắm á cô chú anh chị ơi, rồi trái với bông thì cũng ra tự nhiên à. Cây này có chiều cao được khoảng 44 ạ. Có tán dài là 55 ạ. Khế thì trong quá trình ship nó có thể vàng lá ấy, cô chú anh chị, những cô chú anh chị nào đã mua thì cũng đã biết rồi. Về thì nó sẽ cho bông kết trái và lá nó bình thường là. Đây. Em đo thân ngay cái hoành cổ này được khoảng 28 ạ. Em đo ngay cái mình thì được khoảng 37 nha cô chú anh chị. Cây này là y như một con thú vậy. Rồi tổng cái hoành đế là 56 ạ.
ở đây nó nở ha, nhìn cái dáng rất là đẹp luôn, y như một con thú. Dạ rồi, mã B4 em bao ship tầng quá, với giá là 1,5 triệu ạ. Khi ship thì em cũng không có ship chậu hết cô chú anh chị. Đây. Rồi em cũng xuống cây luôn ạ. Cô chú anh chị nào mua một cặp ghế em bớt tiền cho mình ạ. Dạ mã B5 ha, em có một cây cốc chua mà thuộc dạng cốc gừng đó cô chú anh chị. Đây. Được trồng trong cái tiểu cảnh ha, về này mình trang trí với quán cà phê ha, mình để trên bàn á, nhìn nó cũng quái quái ha. Cây này là cây nghệ thuật ha cô chú anh chị. Chiều cao từ cái đáy chậu lên tới cái chót trên đây được khoảng 60 ạ. Em đo cái chiều cao của cái tượng là được khoảng 28 ạ. Rồi. Đây là mã B5 ha. Em đo cái hoành thanh của cây cốc đi. Hoành thanh cây cốc thì khoảng 12 ạ. Rồi. Hai cái cọng rễ ha, nó đang với nhau ha, được trồng trong một cái tiểu cảnh chung tiểu cổng tài lộc ạ. Cây mã B5 là một cây cốc chua mà cốc gừng, em bao ship tầng quắc với giá là 1,7 triệu. Khi ship thì em ship cả cái tượng gì cho cô chú anh chị nha. Cái này về mình có thể ghép cốc thái với cô chú anh chị, nó cho trái ạ. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã B này là B6 với cô chú anh chị. Đây là một cây me chua, me chua miền Tây mình ạ. Cây có chiều cao lên đây được khoảng 48 ạ. Tổng tán dài là 62 ạ. Cây thì phơm tàn rất là ấm rồi ha, cốt cành thì cũng già hết cô chú anh chị. À, dáng lông ạ. Cây có hoành thân là ngay 17 luôn á. Đây. Dáng lông lắc lượng. Em nghiêng nghiêng cho mình xem cái dàn xương. Cô chú anh chị nhìn thấy cốt cành rất là lớn rồi. Cây này về cô chú anh chị trồng vô một cái chậu lớn á, rồi cây nó có sức nó sẽ cho trái nha. Đây là mã B6. Một cây me thì giá 1,4 triệu em bao ship luôn ạ. Đây. Rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Rồi B7 là một cây cần thân ghép trăm Mỹ ạ. Đây. Em đo thông số ạ. Cây có chiều cao được khoảng 40 ạ. Có tán dài là 50 ạ. Cần thân ghép trăm Mỹ hết cô chú anh chị. Này về mình cũng sang chậu vô cho em ha, rồi cây nó sẽ cho trái đẹp hơn nữa ạ. Trái mình có thể ăn được nha cô chú anh chị, nó lớn như trái chanh vậy đó. Tổng cái hoành cũ là được khoảng 28 ạ. Em đo cái hoành thân cây cần thân là được khoảng 12 ạ. Cây này là B7 là 1,5 triệu em bao ship ha, cần thân ghép trăm Mỹ. Những cái mắt ghép thì nó liền lạc hết rồi. Đây, cái giọng rất là đẹp luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua cây nhớ chúc đúng mã giùm em ha, để em gỡ đúng cây mà mình đã chọn ạ. Đây. Tiếp theo là mã B8 ạ. Đây. B8 là một cây ổi tàu ạ. Rồi. Em đo thông số nha, cây có chiều cao là khoảng 30 ạ. Có tán dài là 50 ạ. Đây. Ổi này thì rất là dễ có trái nên cô chú anh chị an tâm đi ha. Mà cây nó cũng thường chậu sống khỏe nữa. Về mình sang chậu thôi là cây nó cắt đọt ha. Đọt già mình cắt rồi nó ra đọt non nó có trái à. Cây có hoành thân là 18 ha cô chú anh chị. Đây là mã B8 thì 950.000 em bao ship ha. Một cây ổi tàu ha, thuộc dạng bonsai. Cái này mình trang trí trong nhà, mình để ngoài vườn cũng được à. Rồi em xuống cây ạ. Cô chú anh chị mua cây liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082. Số đó em có xài Zalo nữa, kết bạn mua cây ủng hộ em ạ. À. Rồi cây có chiều cao được khoảng 36 ạ. À. Đây là mã B9 ạ, à, cũng là một cây ổi tàu ạ. À. Có tán dài là 60 ạ. À. Cây này thì đang cho bông rồi nè hết cô chú anh chị. Bông cũng nhiều ạ. À. Cắt đọt cái là nó đọt già, cái mình cắt nó ra đọt non là nó cho bông à. Cô chú anh chị cứ an tâm về độ trái giùm em đi ha. Cây có hoành thân là 18 ạ. Đây là mã B9 nha. Cây này thì có giá là 1,1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Đây. Cái dáng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cốt cành cũng già luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cây này là mã B10 ha, cũng là một cây ổi tàu ạ. Cây này có chiều cao được khoảng 44 ạ. Có tán dài là 54 ạ. Cây này thì đang cho trái rồi nè ha cô chú anh chị. Trái này nó còn lớn nữa ạ. À. Lớn cỡ bằng đầu ngón chân của em ha. Rồi mình ăn thì nó
Có vị chua chua rồi nó có mùi thơm nữa ạ. Cây có hoành thân là 17 ạ. Đây, cái này cho trái rất là nhiều ạ. Cây này thì cũng có giá là 1 triệu mốt hết cô chú anh chị. Cũng là một cây ổi tàu ạ. Mã B10 ha, 1 triệu mốt ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Nhớ chốt đúng mã giùm em hết cô chú anh chị để em gỡ đúng cây mình đã chọn ạ. Tiếp theo là mã B11 ha. Đây là một cây chim quýt ạ. Đây, chim quýt bonsai ha. Cây thân nó nhỏ nhưng mà rất là già cây luôn ạ. Cây có chiều cao được khoảng 35 ạ. Có cái tán dài là 52 ạ. Cái này về cô chú anh chị sang vô cái chậu đẹp ha. Rồi cây nó ra từ có nó xanh lại. Cái này là tình trạng nó hơi vàng vàng là nó hết phân. Cây đang cho trái cô chú anh chị. Đây nè, trái nó chín này nè cô chú anh chị ơi. Trái này mình có thể ăn được nè. Trái còn sống thì nó màu xanh xanh đó. Rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân cây thì được khoảng 11 ạ. Đây, 11 hết cô chú anh chị. Nó có mấy cọng đế đây ha. Đây là 800 ngàn em bao ship ha. Đây, cây này nhỏ nhưng mà rất là già cây ạ. 800 ngàn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Tiếp theo đây cũng là một cây chim quýt ha. B12 ha. Cây này mình để bàn ha cô chú anh chị. Tụi em vô một cái chậu đẹp cho cô chú anh chị luôn rồi ạ. Cây này có chiều cao lên đây được khoảng 35 ạ. Có tán dài thì là 39 ạ. Cái này về cô chú anh chị trồng tưới nước cho em thôi, khỏi cần làm gì hết trơn là nó ra trái rồi lá nó xanh lại. Cây em đo cái hoành thân ngay đây là 10 ha. Tổng cái hoành đế rễ rễ ở đây ha là được khoảng 31 ha. Em tạo lũa nghệ thuật hai bên ha cô chú anh chị. Đây nè, dưới bên đây luôn nè. Nó bị chấp da cái mình phép hai bên mình tạo lũa nghệ thuật luôn ạ. Mã B12 thì có 650 ngàn em bao ship mà ship luôn cả chậu ha cô chú anh chị. Cây này về mình để bàn ha. Rồi em xuống cây ạ. Nhớ chốt đúng mã giùm em để em gỡ đúng cây ha cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Tiếp theo bữa nay em có 3 cây mai chiếu thủy nu gò công ha. Mã này là mã B13 ạ. Đây, cây là già cây cũng được trồng trong một cái chậu rất là đẹp rồi ha cô chú anh chị. Cái này về mình để gì mình chơi thôi ạ. Tỉa lá chơi thôi, khỏi cần làm gì nhiều ạ. Rồi cây có chiều cao là được khoảng 34 ạ. Có tán dài là 43 ạ. Cây này là già cây lắm luôn ạ. Những cái mặt cắt thì cô chú anh chị nhìn ha, nó đang kéo lại gần hết luôn ạ. Đây, đây nè, mặt cắt mà nó kéo gần hết luôn á. Cây có hoành thân em đo ngay đây là 19 ạ. Em hạo tổng cái hoành đế cho mình ha. Tổng hoành đế được khoảng 56 ạ. Đây, 56 ha cô chú anh chị. Đây là mã B13 ha. Cây này em bao ship toàn quốc với giá là 2,8 triệu. Khi ship thì em ship cả chậu ha. Cây thì mặt cắt nó đã kéo liền lại ạ. Đế đều luôn ạ. Đây, cốt cành già lắm rồi ha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy này là nu gò công ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đây là B14 ạ. Đây, mỗi cây nó có cái dáng khác nhau. Cô chú anh chị thích dáng nào thì nhớ liên hệ số điện thoại của em là 0939081082. Cây này thì có chiều cao được khoảng 25 ạ. Tổng cái tán dài là 44 ạ. Đây, cũng là mai chiếu thủy nu gò công hết cô chú anh chị. Cây đang cho hoa ạ. Đây, cốt rất là, cốt cành rất là già, mặt cắt thì cũng đang kéo lại hết ạ. Cây có hoành thân là 18 nhé cô chú anh chị. Em cũng hạo hạo cái hoành đế cho mình rõ ạ. Hoành đế đây là được khoảng 50 ạ. 50 đi. Dạ rồi. B14 thì là 2,5 triệu em bao ship ạ. Nu gò công ạ. Em nghiêng cho mình xem cái dàn xương hết cô chú anh chị. Cốt cành rất là già luôn ạ. À, cái này về cô chú anh chị cứ để gì thôi cho em thôi, không cần làm gì nhiều ha. Cây nó đủ phong tàn để chơi ạ. À, rồi em xuống luôn ạ. À, B14 là 2,5 triệu hết cô chú anh chị. Tiếp theo là B15 ạ. Đây, cây này cũng là mai chiếu thủy nu gò công ạ. À, hoa thì rất là thơm hết cô chú anh chị. Đây, cây này có chiều cao được khoảng 32 ạ. À, một khoảng có tán dài là 37 ạ. À,
cơm tàn ấm mà cốt cành rất là già. Cây có hoành thân ngay đây là được khoảng ngay 21 luôn ha cô chú anh chị. Đây. Rồi em hạo cái tổng cái hoành đế em đo như gì nè là được khoảng 49 đi ha. Đây. Mình nên nó trùng xuống 49 đi cô chú anh chị ơi. Đây là những cái mặt cắt thì nó đang kéo lại hết rồi ha. Đang kéo rất là mạnh. Đây, đây là mai chiếu thủy nu gò công à. Cốt cành thì già. Cây này thì có giá 2,2 triệu hết cô chú anh chị. Mấy cây này là em ship cả chậu cho mình ha. Cái chậu này là chậu men Bình Dương ha. Rất là đẹp luôn à, chậu mới à. Rồi B15 là 2,2 triệu à. Em xuống cây ạ à. Tiếp theo là em có hai cây mai trung nu hết cô chú anh chị. B16 à. Đây là mai chiếu thủy trung nu à. Cây thì có chiều cao được khoảng 16 à. Có tán dài là 27 à. Đây. Cây thì rất là ấm tàn rồi ạ à. Rồi cây có hoành cũ là được khoảng 21 ạ. À. Hoành thân là 14 ạ. À. Rồi, cây này thì có giá 1 triệu đồng hết cô chú anh chị. Đây, 1 triệu thôi. Cốt cành thì cũng già rồi. Dáng thì cũng đẹp lắm rồi ha cô chú anh chị. 1 triệu bao ship, ship cả chậu ạ. À. Rồi, em xuống cây ạ. À. Nhớ liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082 để chốt cây hết cô chú anh chị. Đây là mã B17 ạ. À. Cây này cũng 1 triệu hết cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 18 ạ. À. Có tán dài là 33 ạ. À. Hội phơm tàn phải nói là rất là ấm luôn ạ. À. Về mình cứ để vậy mình tưới nước là mình chơi thôi ạ. À. Cây có hoa thì rất là thơm ạ. À. Rồi cái hoành thân hoành cũ cây này cũng là 21 hết cô chú anh chị. Cây này thì thân nó to hơn ạ, à. Nó được 18 ạ. À. Đây, em đo ngay đây 18. Cái này thì cũng 1 triệu hết cô chú anh chị, B17 ạ. À. 1 triệu luôn ạ. À. Em cũng ship cả chậu cho mình ha. Đây, đây là trung nu ạ. À. Rồi, em cũng xuống cây ha. Bữa nay em được hai cây sâm hương hết cô chú anh chị mà cô chú anh chị để ý ha, hai cái gọng là nó đổ một cái đổ bên trái, một cái đổ bên phải nhìn giống như một cặp vậy. Cái này cô chú anh chị nào mua một cặp nhìn rất là đẹp ạ. À. Đây là B18 ạ. À. Cây thì có chiều cao được khoảng 20 ạ. À. Có tán dài là 24 ạ. À. Cái này là lùng lực. Rất là đúng chuẩn bonsai hết cô chú anh chị, lùng lực luôn nè, đế đều luôn. Cây này thì có hoành thân là 22 ạ. À. Rồi cái hoành đế là 42 ha. Đế đều hết, không có lép chỗ nào hết ạ. À. Cái mặt cắt thì nó cũng kéo lại hết cô chú anh chị. Đây. Cốt cành thì nó rất là già mập ú hết ạ. À. Đây. Rồi cây này thì em ship toàn quốc 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Ship cả chậu như gì ạ, 1 triệu 7 ha, B18. Rồi em xuống cây ạ. Đây là B19 nha. Cây này thì nhìn nó không khéo bằng cây kia một chút. Cây này thì em bán giá 1 triệu rưỡi ạ. Đây. Cây này có chiều cao được khoảng 22 ạ. À, có tán dài là được khoảng 29 ạ. Đây. Cái form giống hệt luôn ha. Cái này nó đổ về, nó đổ ngược với cái bên nãy ạ. À. Rồi, à, cây này có hoành thân là 20 ạ. À. Đế cũng đều lắm ạ. À. Cái này thì là 1 triệu rưỡi, à. B19 1 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cốt một cặp thì em bớt cho 100 ngàn ha. Là hai cây sâm hương này là em ship cả chậu cho mình ha. Rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Rồi em tiếp theo em lên sâm trái nha cô chú anh chị. Đây là B20 ạ. À. Cây này thì là 1 triệu 2 nè. Em ship cả chậu luôn ạ. À. Cây này có chiều cao là được 22 ạ. À. Đây là sâm trái ạ. À. Có cái tán dài là 22 luôn ạ. À. Cây này cái tàn nó chua cắm nhưng mà nó rất là già cây ạ. À. Cái hoành thân ở đây là em đo ngay đây được khoảng 13 đi hết cô chú anh chị. Cái hoành đế nơm em đo dính vô như vậy ha, được khoảng 24 ạ. À. Cái này thì là 1 triệu 2 hết cô chú anh chị, B20 ạ. À. Đây là sâm trái nha. À. Nó cũng đã vô dây rồi ha, cây cũng già cây lắm rồi. Rồi 20, B20 1 triệu 2 ship cả chậu ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Cô chú anh chị nhớ liên hệ số điện thoại của em ha là 0939 081 082 để chốt cây hết cô chú anh chị. Số đó em có xài Zalo nữa, em thì ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. À. Còn cô chú anh chị nào ở gần thì lại giữa cây em mua ủng hộ em bớt tiền cho mình ha. Giữa cây em ở gần trạm thu phí Ô Môn mà. Tiếp theo là B21 ha. Đây là cây sâm trái thứ hai ạ. À.
cây có chiều cao được khoảng 35 ạ. Có cái tán dài là 57 nha. Cây này thì đang cho trái rất là nhiều rồi hết cô chú anh chị. Đây nè, trái nhiều lắm rồi ạ. Chỗ nào cũng có trái hết rồi. Dày dày tàn. Rồi. Cái này là B21 ạ. Em đo cái hoành thân ha. Hoành thân cây này được khoảng 11 luôn ha cô chú anh chị. Ngay 11 luôn. Cây này thì có giá 1,4 triệu ạ. Cái này về cô chú anh chị sang chậu đẹp ha. Cây nó già lắm rồi. Thân nó nu 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 hết rồi. Đây. Cái này thì là 1,4 triệu ha. Xăm trái ạ. Rồi xuống cây luôn ạ. Rồi em lên linh sam song hình hết cô chú anh chị. Bữa nay em được 5 cây linh sam song hình nha. Em cũng bán giá mềm mềm cho cô chú anh chị mua ủng hộ em ạ. Cây này là B22 ạ. Rồi. Cây thì có chiều cao được khoảng 26 ạ. Có tán dài là 40 ạ. Cây này cốt cành lớn hết cô chú anh chị. Cũng vô cho mình 3 nước dây rồi ạ. Rồi. Cây thì có hoành thân là 17 ạ. Cây này B22 700 ngàn em bao ship luôn ạ. Những cây này về cô chú anh chị cứ sang chậu cho em ha. Cây nó thuần chậu hết nè. Nhìn cốt cành nó già, em vô dây rồi tháo vô lại không. Mùi cũng mùa hay mùa rồi. 700 ngàn em bao ship luôn ha cô chú anh chị. B22 ạ. Rồi em xuống cây ạ. Linh Sam Song Hinh ạ. Cái này là B23 ạ. Cây này thì 850 em bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đây. Cây thì có chiều cao được khoảng 36 ạ. Có tán dài là 50 ạ. Đây. Linh Sam Song Hinh này. Linh Sam thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Trong quá trình ship 5-7 ngày thì nó có thể vàng rụng lá. Cây có hoành thân nha. Chỗ cái eo này là 18 nha. Em đo cái củ đế thì được khoảng 28. Cây B23 Linh Sam Song Hinh thì 850 ngàn em bao ship ạ. Đây. Cây nào cũng nuôi cắt giật hết ha. Nên cốt cành rất là mập ú ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi tiếp theo là B24 ạ. Cây này thì 900 ngàn ha cô chú anh chị. Đây. Cây có chiều cao được khoảng 31 ạ. Đây. Phơm tàn thì ấm hết rồi ạ. Linh Sam là rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Mình muốn có ha thì mình cắt nước thôi ạ. Ờ để em đo tán ngang cho mình ha. Tán ngang là được 55 ạ. Đây. Đây là mã B24 hết cô chú anh chị. Cái hoành thân ở dưới đây được 25 ạ. Cái này thì 900 ngàn hết cô chú anh chị. Đây nè. Cốt cành rất là già hết cô chú anh chị. Da nó lắng lự luôn ạ. 900 ngàn B24 ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi B25 ạ. Cây này cũng 900 ngàn luôn hết cô chú anh chị. Cũng là linh sam song hinh ạ. Cây có chiều cao được khoảng 25 ạ. Đây. Rồi em đo tán ngang ha. Tán ngang thì được khoảng 50 ạ. 50. Những cây linh sam này trong quá trình ship em có thể ép tàn lại một chút hết cô chú anh chị. Để tránh gãy nhánh cho mình. Về cô chú anh chị nới ra giùm em ha. Em đo ngay hoành thân ngay chỗ lớn này được khoảng 25 ha. Đế thì đế đều luôn hết cô chú anh chị. Cây này thì 900 ngàn thôi ạ. Bao ship tới nhà cho cô chú anh chị luôn. Cây nhà em bán đều là cây thuần chậu hết ha. Rồi bán thì cũng bao ship cho mình luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Nhớ liên hệ số điện thoại 0939081082 để chốt cây hết cô chú anh chị. Và khi chốt thì nhớ đúng mã đúng ngày giùm em ha. Rồi cây có chiều cao được khoảng 23 ạ. Có tán dài là 52 ạ. Đây cũng là linh sam song hinh ha. Cây này là tàn đa luôn ạ. Rồi. Rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân được khoảng 29 ạ. Rồi cây này là tàn đa. Rồi cốt cành nuôi rất là già rồi hết cô chú anh chị. Cái này về sang cái chậu đẹp, cây đẹp hơn. B26 1,2 triệu em bao ship ha. Linh sam song hinh luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi mã B27 hết cô chú anh chị. Em có một cây cần thân ha. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh huy hoàng hôm nay ha. Cây này thì có giá 900 ngàn em bao ship luôn ạ. Cây có chiều cao được khoảng 35 ạ. Có tán dài là 46 ạ. Cần thân thì mình chơi phong thủy cần cù thân tiến nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị sang chậu giùm em đi ạ.
Hoành thân cây là được khoảng 26 ạ. Cây em hạo cái hoành cũ ở dưới đây được khoảng 39 ạ. B27 900 ngàn ha. Một cây cần thân ạ. Đài thân to. Cái này về sang chậu đẹp cây sẽ đẹp hơn. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh Huy Hoàng ngày hôm nay ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua. Em xin chào tạm biệt và em lại hẹn lại clip sau ạ.